tiên tri tiết lộ chính xác 100% bí mật chưa ai biết về dấu hiệu vàng. Tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, được thần Phật che chở, gặp thời phất mạnh, trả sạch nợ nần, đổi vận giàu sang, cuối năm đón Tết cực to. Hoan hỷ chào mừng quý cô bác anh chị đã đến và quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình, kính chúc quý cô bác anh chị sức khỏe, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Kính thưa quý cô bác anh chị và đặc biệt là quý tín chủ tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967 thân mến, vận mệnh và tương lai của một con người luôn là chủ đề bí ẩn. Không chỉ các nhà tử vi học nghiên cứu và tìm hiểu mà mỗi một chúng ta ai cũng mong muốn được biết vận trình của cuộc đời mình sẽ hung cát ra sao, về già có giàu có, sung sướng hay nghèo khổ. Rất may là mới đây các nhà tử vi học đã miệt mài nghiên cứu và luận giải chi tiết về tử vi chọn đời của tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, thì các bậc thầy tử vi có chỉ rõ, quý mệnh tuổi trẻ có cuộc sống nhiều đau buồn, nhưng sóng gió hoạn nạn ập đến bất ngờ, đây cũng chỉ để thử thách tấm lòng son của quý mệnh mà thôi, nếu vượt qua được thì nắm lấy nhiều thắng lợi lớn lao. Đặc biệt, khi bước vào trung vận và hậu vận, tài lộc của tuổi Đinh Mùi rất hanh thông, mưa thuận gió hòa, làm gì cũng dễ thành công, tiền bạc dồi dào chất đầy két. Trong lá số tử vi này, Minh Đường Tử Vi rất hoan hỷ được chia sẻ đến quý cô bác tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, về dấu hiệu được thần Phật che chở, gặp thời phất mạnh, trả sạch nợ nần, tiền về ngập két. Vậy hãy cùng theo dõi chi tiết video này để xem mình có dấu hiệu nào trong những dấu hiệu mà Minh Đường Tử Vi chia sẻ dưới đây không quý cô bác nhé. Quý cô chú tuổi Đinh Mùi thân mến, chúng ta không muốn tầm thường, vậy ta phải nỗ lực, ta không muốn nhạt nhòa, vậy ta phải chăm chỉ thăng hoa, ta không muốn là một người vô tâm, không muốn làm một kẻ thiếu nhân tính, vậy thì cần tiền tài để hóa giải họa hại tai ương, cần thành công để không bất lực cắn răng đầy ai oán khi mà không giúp đỡ được người mình yêu thương trong cuộc đời. Thế giới này vốn rất công bằng, nó là một công thức cho đi và nhận lại, bạn đổ bao nhiêu máu, bạn chảy bao nhiêu mồ hôi, bạn cống hiến bao nhiêu máu lửa và nhiệt huyết thì tương ứng bạn có bao nhiêu phần khả năng nhận lại quả ngọt tự thành. Lắm lúc hiện tại nhiều chán nản và dễ dàng bỏ cuộc, buông xuôi bỏ cuộc không vì không thành công mà giản đơn chỉ vì thiếu động lực. Đơn giản điều này chỉ vì mất niềm tin vào chính mình, vậy bạn hãy cứ đừng như thế, có thể nghỉ ngơi nhưng đừng nghĩ hẳn, đừng quên bạn là ai. Bạn muốn là ai, bạn mong mình là ai và bạn tin tưởng vào bản thân mình như thế nào cho một kiếp nhân sinh đầy nhiệt huyết, lắm chông gai, nhiều mỏi mệt. Ta chẳng có lựa chọn nào ngoài chiến đấu thăng hoa và kiên cường, vững định những gì mà bạn đạt được ở hiện tại, luôn là những điều không tưởng ở quá khứ. Rất nhiều người giỏi, rất nhiều người thông thái, rất nhiều người có tư duy và lắm khả năng để thành tựu, vấn đề khác biệt chỉ là có người mạnh dạn bước ra, có người nằm mệt ngoài, lười biếng, không ai có thể mãi truyền lửa cho bạn. Không ai có thể mãi nhắc nhở, bạn hãy cố gắng mỗi ngày, cái quan trọng để làm nên sự khác biệt, vẫn luôn là tính kỷ luật trong hành vi và tính nhất quán khi ta đã lựa chọn đường đi định hướng kế hoạch và sau đó chịu những nỗi vất vả mà người bình thường không phải chịu thấu, những áp lực mà người bình thường không phải thấu, đấy là những bước cần và đủ trên con đường muốn truy tìm thành công thành tựu của chính mình. Lắm lúc bạn cần phải tốt hơn mới có thể có tự tin mà nỗ lực, nhưng đôi khi bạn chỉ cần nhìn lại chính bản thân ở quá khứ là đã có nguồn nội lực để bền chí kiên tâm rồi. Và trước tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách của tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967 như sau. Tuổi Mùi có khả năng lĩnh hội rất tốt, hiền lành và từ bi, lương thiện là những đặc điểm nổi bật của người cầm tinh tuổi Mùi. Theo tử vi học, tuổi Mùi thuộc vị trí thứ 8 trong biểu đồ chiêm tinh học. Người này có tính cách khá tĩnh lặng và đôi khi nhút nhát. Họ là người có lòng từ bi rất lớn, sở hữu con mắt nghệ thuật nhạy bén và khá nhạy cảm. Họ là người đặc biệt gần gũi với gia đình. Người cầm tinh tuổi Dê, đặc biệt trong chuyện tiền bạc, thường thì họ được nhận tiền từ người khác đưa cho họ. Giống như một người nghệ sĩ, họ có nhiều người hâm mộ và yêu thích. Tuổi Mùi là người bạn tuyệt vời mà mọi người cần có xung quanh. Họ biết tận hưởng những điều tốt đẹp và nâng nêu giá trị bản thân. Tuổi Dê thường nhận được những điều may mắn vì bản chất lương thiện và trái tim nhân hậu của họ. Họ đa phần là người lãng mạn, cho nên họ rất cần một đối tác sẵn sàng lắng nghe và có sự kiên nhẫn với tính khí thất thường của mình. Họ không kiên định và khá tự ti. Tuổi Mùi lúc này cần người bạn bè trung thành, có tính cách kiên định và đáng tin cậy. Họ biết tận dụng thời gian và biết quan tâm chú ý đến mọi người xung quanh mình. Nếu có được tình yêu, sự đam mê và ngưỡng mộ, thì tuổi Mùi có thể thành công nhờ vào tài năng sáng tạo trên bất kỳ lĩnh vực nào mà họ đã quyết chọn. Con Dê theo như trong sách lịch sử Trung Quốc là con vật dịu dàng, ôn hòa nhất. Người sinh năm Mùi là người luôn vui cười,
sống chân thực và thân thiết với mọi người, rất dễ động lòng, trắc ẩn với những bất hạnh của người khác. Tính cách của người sinh năm Mùi rất hiền lành, thậm chí hay tỏ ra xấu hổ bẽn lẽn. Nếu được phát huy hết mọi sở trường, sẽ trở thành những nhà nghệ thuật đầy tao nhã, hoặc có tính sáng tạo cao. Còn nếu không có những thành công trong sự nghiệp, họ sẽ trở thành con người bi quan, chán nản và buồn bã. Tuổi Mùi thường dịu dàng và có tâm hồn nghệ sĩ. Một người sinh vào năm Mùi được nhắc đến nhiều ở khía cạnh nghệ thuật, với tài năng tuyệt vời trong những nỗ lực sáng tạo. Tuổi Mùi có mắt thẩm mỹ và có năng khiếu về thời trang. Đây là người sống nội tâm khép kín. Họ không phải là người thích chống đối hay đấu tranh khi có điều gì không vừa ý. Họ thích cuộc sống lúc nào cũng tươm tất bằng phẳng, không có những khúc quanh, không có những đoạn gồ ghề, lúc nào cũng phải là một con đường trải nhựa sạch sẽ. Là người sâu sắc, tốt bụng hay giúp đỡ và quan tâm đến người khác. Chính vì thế, họ luôn được đền đáp xứng đáng trong cuộc sống. Trên thực tế, người này rất may mắn trong sự nghiệp và chuyện tiền bạc. Tuổi Mùi chính trực, hiền lành và dễ cảm thông được với nỗi khổ của người khác. Họ thường là những nhà nghệ thuật và làm những việc có tính sáng tạo, là người vị tha độ lượng, cho nên họ dễ tha thứ cho sai lầm của người khác, biết đặt vị trí của mình vào vị trí của người đó để biết những khó khăn của họ, hiểu và thông cảm cái lý của người khác. Tuổi Mùi bằng những cử chỉ tế nhị, rất giàu lòng thông cảm với người khác, họ cũng ít khi phê bình người khác. Tuổi Mùi không thích sự thay đổi và sự xung đột, cho nên họ luôn né tránh những cuộc tranh luận, giữ quan hệ tốt với mọi người, đồng thời họ cũng là người chu đáo. Họ luôn cẩn thận để không làm tổn thương bất kỳ ai, và nếu phải làm thế thì họ cũng sẽ giải quyết lại tình huống đó. Trên hết, người sinh năm Mùi là người được bạn bè ngưỡng mộ và dễ hòa đồng. Tuổi Mùi là người đa sầu đa cảm, cho nên khi gặp phải khó khăn, họ luôn bi quan, đau khổ. Họ sợ trách nhiệm nên ít khi dám quyết đoán một việc gì, hay do dự nên có thể để vụt cơ hội dịp may lớn. Tuổi Mùi khó thích ứng với công việc có tính trách nhiệm cao hoặc công việc cần có sự quyết đoán, giải quyết nhanh chóng. Người sinh năm Mùi không thích bị bó buộc, không thể tự do làm mọi việc. Họ luôn hiểu lòng người, mặc dù là người hiền lành, ít phản kháng, song nếu dùng vũ lực để ép họ làm thì rất khó. Tuổi Mùi gặp những việc hứng thú, thường cần phải ép buộc những việc anh ta không muốn làm thì sẽ tìm mọi cách từ chối. Nếu không biết được thay đổi tâm lý của anh ta sẽ rất dễ tức giận, khó chịu. Tóm lại, tuổi Mùi thích cuộc sống phẳng lặng, luôn tạo bầu không khí xung quanh hòa thuận. Thế nhưng khi không làm được việc, họ sẽ chạy về nhà gọi sư huynh ra giúp đỡ. Thái độ làm việc của tuổi Mùi có thể khiến người ta khó chịu tức giận, nhưng không thể thay đổi được họ, vì đó là thuộc tính của họ. Nếu thời gian rất gấp, bạn luôn phải sắp xếp thời gian với anh ta mà vẫn không xong, thì bạn có thể dùng biện pháp cứng rắn để đối phó đập bàn dậm chân. Như kiểu một con sư tử đang nổi giận, để anh ta hiểu rằng bạn sẽ không quan tâm hay đồng ý, với anh ta hiệu quả sẽ rất khách quan, không khí căng thẳng giữa bạn với anh ta sẽ tiêu tan. Với đặc tính ôn hòa, tuổi Mùi có thể kết bạn với người mạnh mẽ, biết khống chế họ. Họ phải được làm việc ở những nơi có nội quy nghiêm khắc mới phát huy được hết sở trường. Thái độ nghiêm khắc và cưỡng chế của các đồng sự sẽ giúp anh ta nâng cao được hiệu suất lao động. Họ là người không quen với việc quản lý, dẫn đầu và thật sự cảm thấy không thoải mái khi phải gánh vác nhiều trách nhiệm. Tuổi Mùi thường thích được che chở, bảo bọc, nâng niu, chiều chuộng. Họ luôn sống với một thái độ bình thản, chậm rãi, biết hưởng thụ vẻ đẹp của thiên nhiên và cuộc sống. Họ luôn ao ước cảm nhận sự tuyệt vời từ nghệ thuật như âm nhạc, hội họa. Hầu hết người thuộc cung mệnh này đều có xu hướng thiên về gia đình. Họ tìm thấy sự hứng thú, đam mê trong việc trang trí nhà cửa, làm bánh mứt, cắm hoa, nấu ăn. Họ thiên về những gì truyền thống, thích vẻ đẹp kín đáo mà tinh tế. Họ thường chỉ thích sự dễ dàng, nhẹ nhàng. Chính vì thế họ rất ưa chuộng những thứ máy móc tiện nghi, giúp họ giảm bớt việc nhà và có thời gian theo đuổi những đam mê nghệ thuật. Chủ kiến của người này thường có những cách thể hiện mâu thuẫn nhau, gặp những lúc khó khăn hay đau khổ. Họ luôn giữ chặt tình cảm trong lòng, cũng không muốn để lộ suy nghĩ của mình ra ngoài để người khác hiểu. Thậm chí kể cả những bực tức trong lòng lúc còn nhỏ, tuổi Mùi luôn được bố mẹ yêu chiều, cho nên người Trung Quốc tin rằng tuổi của họ sẽ mang lại hạnh phúc vì họ có tấm lòng lương thiện, thuần khiết. Đồng thời, họ còn là người khẳng khái, hào phóng. Nếu bạn rơi vào hoàn cảnh mất nhà, cửa, cháy túi, thì hãy tin rằng người bạn tuổi Mùi của bạn sẽ quyết không để bạn rơi vào cảnh túng quẫn mà không quan tâm. Chỉ cần ai gặp khó khăn là họ sẵn sàng bứu tiền giúp đỡ. Cuộc đời tuổi Mùi phải có 3 cái lớn là ăn uống, nhà ở và quần áo. Cho dù có đi đến đâu, họ vẫn rất muốn được giao tiếp với mọi người. Những ai muốn hợp tác với họ đều nhận được sự đối đãi tử tế. Không những thế, tuổi Mùi còn nói lên sau này anh ta nhất định sẽ có cuộc hôn nhân mỹ mãn, không những nhận được tình yêu của bạn đời, mà còn được họ hàng thân thích yêu mến. Tuổi Mùi là người thiên về sống nội tâm,
Họ ít khi chia sẻ cảm xúc, tình cảm của mình cho người khác. Họ tốt bụng hay giúp đỡ người khác trong âm thầm. Và họ luôn sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại. Điều mong ước lớn nhất đối với tuổi Mùi không phải là cuộc sống giàu sang, sung sướng, mà là một cuộc sống an nhàn, bình yên và ngập tràn tình yêu thương. Tuổi Mùi dễ xúc động với những bất hạnh khó khăn của người nghèo khổ. Họ dễ tổn thương nhưng cũng dễ tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Tấm lòng vị tha của tuổi Mùi khiến họ trở nên thân thiện và nhận được nhiều tình cảm quý mến của mọi người xung quanh. Tuổi Mùi không đủ mạnh mẽ chống chọi với khó khăn, thử thách một mình. Họ cần có sự giúp đỡ, đồng cảm và ủng hộ của người thân cận. Đôi khi sự đa sầu đa cảm khiến cho tuổi Mùi rơi vào trạng thái mất cân bằng trong cuộc sống. Tuổi Mùi biết phát huy những ưu điểm của mình và khắc phục những nhược điểm. Họ giỏi trong việc thuyết phục người khác đồng tình với quan điểm của mình, với nội tâm phong phú và con mắt nhìn xa trông rộng. Tuổi Mùi thấu hiểu được tâm tư tình cảm của người khác chỉ qua ánh mắt, hành động cử chỉ. Nếu biết những ai đang gặp khó khăn, tuổi Mùi sẽ cố gắng làm mọi thứ để giúp đỡ họ. Tấm lòng nhân ái và tốt bụng, họ không cho phép tuổi Mùi từ chối bất kỳ ai bởi bản tính lương thiện thật thà. Mà người này thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, bạn sẽ ít khi thấy tuổi Mùi rơi vào tình trạng khó khăn hay có vấn đề nguy hiểm đến sức khỏe. Người sinh năm Mùi biết cách lấy trí thông minh bù đắp những chỗ yếu kém của mình. Họ rất giỏi sử dụng những phương cách uyển chuyển khéo léo, chiến thuật mềm dẻo, khiến người khác mềm lòng. Họ cũng rất giỏi trong việc đánh giá tâm lý đối phương, chính vì thế không được coi thường họ, bằng không sẽ gặp thất bại thảm hại. Với thái độ chân thành, bình tĩnh, khi diễn giải một cái gì, bao giờ họ cũng mang giọng điệu cảm thương người khác. Họ còn rất giỏi trong việc phá vỡ những thành kiến. Cho dù họ phải ra pháp trường biện hộ cho mình, thì vẫn luôn có thái độ chân thành, đầy ấn tượng thay cho lời nói, khiến mọi người phải tin phục. Đối với tuổi Mùi, thì quyền lực và địa vị không quan trọng. Họ thích làm một phần của tập thể hơn, nhưng sẽ đảm nhận vai trò lãnh đạo nếu được yêu cầu trực tiếp. Tuy nhiên, họ lại chẳng bao giờ xung phong làm thế. Loại công việc có thể phát huy tính sáng tạo sẽ đem lại thành công cho tuổi Mùi. Biết cách tạo môi trường làm việc hài hòa là ưu điểm của tuổi Mùi. Chính vì thế họ thường nhận được sự giúp đỡ của đồng nghiệp, không chỉ có tài tổng hợp, mà họ còn là người có óc phân tích, luôn biết cách nhìn nhận vấn đề, sự việc một cách tỉ mỉ. Đây là một ưu điểm mà không phải ai cũng có được. Doanh nhân tuổi Mùi lại thiếu quyết đoán, cho nên thường để cơ hội tuột khỏi tay. Tuy nhiên, với trí thông minh và sự khéo léo thiên bẩm của mình, thì họ vẫn có thể tạo nên nhiều thành công đáng khâm phục. Trong kinh doanh, họ không quá chặt chẽ, dễ tin người cũng là nét tính cách dễ thấy ở tuổi Mùi. Trong cuộc sống hay làm ăn kinh doanh, thì không ít lần họ bị kẻ xấu lừa gạt. Lời khuyên cho họ là nên tránh đảm nhiệm những công việc cần có sự can thiệp của nhiều người, nhất là công việc đầu cơ tiền tệ. Tuy nhiên, nếu được sự bảo trợ của một ai đó, thì họ rất dễ thành công với hoạt động đầu cơ bất động sản hoặc chứng khoán. Xét một cách toàn diện, tuổi Mùi thường có cuộc sống bình lặng, ổn định. Tuy không phải ai cũng có thể trở nên giàu có, nhưng ít khi tuổi Mùi phải vất vả, lo lắng tới việc mưu sinh, con đường sự nghiệp của họ phát triển khá ổn định và vững chắc. Nếu bạn sinh năm Mùi, thì tuổi thơ và hậu vận của bạn thường gặp may mắn, nhưng thời thanh niên và trung niên sẽ xuất hiện nhiều sóng gió. Tuy nhiên, bạn cũng rất lãng mạn và có nhiều kỷ niệm lãng mạn. Vì tính cách và khí chất của bạn khá đặc biệt như vậy, tính cách và khí chất này có ảnh hưởng rất lớn đến vận mệnh. Bản thân bạn nói chung khi còn nhỏ, bạn sống trong môi trường phẳng lặng, yên ổn. Chính vì thế, bạn luôn nghĩ về thời niên thiếu, hoài niệm về những giây phút hạnh phúc. Bạn luôn hy vọng mình sẽ mãi không lớn lên, bước vào thời thanh niên là thời kỳ quan trọng của đời bạn. Lúc này có nhiều vấn đề xuất hiện, khiến bạn lo lắng, phiền lòng. Sau đó là thời kỳ trung niên, bạn cũng có những sóng gió như vậy, đặc biệt là với tính cách quá lãng mạn. Nó đã đem đến cho bạn nhiều phiền muộn về mặt tình cảm, thế nhưng hậu vận của bạn lại rất hạnh phúc. Tuổi Mùi khó có cuộc sống giàu sang, phú quý, nhưng họ cũng không bao giờ phải chịu nghèo khổ. Người này rất tốt bụng, sẵn sàng chia sẻ tài sản của mình cho người đang gặp khó khăn trong công việc. Họ rất có trách nhiệm và coi trọng chữ tín. Một khi được giao nhiệm vụ nào đó, tuổi Mùi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất, không bao giờ lỡ hẹn hay phụ lòng tin của ai đó. Tóm lại, cuộc đời bạn sẽ không có phiền muộn lớn về kinh tế, nhưng không phải bạn là triệu phú giàu có thể bình thản ổn định bước vào cuộc sống. Về mặt kinh tế, bạn đầy đủ nhưng không sung túc theo tính cách của bạn. Nếu bạn chuyên tâm vào sự nghiệp, thì từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ từ con số 0 thành một doanh nghiệp lớn. Hơn nữa, bạn còn có suy nghĩ tinh tế, tài năng khác thường. Nếu biết sử dụng hết mọi ưu thế, thì sẽ thu hoạch được rất lớn. Tuy nhiên, nguồn gốc tài sản của bạn có thể không chắc chắn. Bạn nên nhớ lỗi lầm của con người không thể tránh được, và vì bạn quá tin bạn bè nên dễ bị lừa.
Bởi vậy tránh không nên vì nghĩa mà đảm bảo cho người khác nhé. Ví dụ như người đầu cơ tiền tệ, việc đầu cơ tuyệt đối không làm. Nhưng những vụ đầu cơ bất động sản bảo đảm an toàn hay người nhập trái phiếu thì có thể đây mới là phương pháp tích lũy tiền của thông minh nhất. Và sau đây là vận trình tử vi chi tiết về các phương diện của tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Xét về phương diện sự nghiệp. Xem tử vi khoa học 12 con giáp thấy rằng các hạng mục công việc của tuổi Đinh Mùi đều diễn ra khá suôn sẻ trong suốt thời gian này. Nhiều công việc khó khăn cũng được hoàn thành khá nhanh chóng nhờ sự đoàn kết của bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Thời gian này, quý mệnh nhận được nhiều sự ủng hộ của mọi người, như thế mà bạn cảm thấy quyết tâm và tự tin hơn, bạn cũng tự tin nêu ý kiến trước tập thể. Nhờ đó nhận được sự đánh giá tốt của cấp trên và đồng nghiệp, tuy nhiên, việc lập kế hoạch cần phải căn cứ vào thực tế nhiều hơn. Bạn chớ đặt ra những mục tiêu quá viển vông, chính vì như vậy chỉ tự tạo áp lực cho bản thân mà thôi, chứ không thể giúp bạn đạt được thành công như dự kiến. Làm việc gì bạn cũng phải ý thức được vị thế và tiềm năng của mình, không nên chạy theo xu hướng, khi nào phát huy được thế mạnh, bạn mới xác lập được chỗ đứng cho mình. Từ nay đến Tết, với sự xuất hiện của Nguyệt lệnh Lâm Dưỡng, chính vì thế Minh Đường Tử Vi khuyên bạn hãy kiên trì trước những khó khăn và thử thách. Đừng nên sợ vất vả, bạn càng bỏ ra nhiều công sức và tâm huyết cho công việc, thì thành quả bạn gặt hái được lại càng đáng mừng. Xét về phương diện tài lộc. Xem vận trình tử vi 12 con giáp nhận thấy, từ nay đến Tết năm 2024 thì vận trình tài lộc của tuổi Đinh Mùi cũng khá tươi sáng. Bạn lúc này hoàn toàn có thể thu về một khoản tiền rủng rỉnh nhờ công sức của mình. Cục diện tam hợp giúp các kế hoạch làm ăn, hợp tác đầu cơ của bạn diễn ra suôn sẻ, đáng mừng. Bạn có thể gặp được đối tác có chung mục tiêu và đáng tin cậy, nhờ thế mà công to việc lớn gì cũng trở nên hanh thông, thuận lợi giúp tiền đổ về trong túi. Có điều, nếu có ý định khởi nghiệp hoặc bước chân vào một lĩnh vực mới nào đó, thì bạn không nên quá vội vàng nhé. Hãy cân nhắc cẩn thận các yếu tố tác động cũng như khả năng của chính mình để có thể đưa ra những quyết sách đúng đắn. Thời gian này cần hạn chế chạy theo số đông vì việc đó chưa chắc đã phù hợp với bạn. Hãy phát huy thế mạnh của mình nếu muốn tìm chỗ đứng trên thị trường. Với người làm công ăn lương, bạn có một nguồn thu kha khá đến từ các khoản thưởng nóng do hoàn thành tốt công việc. Đây là lời động viên, tuyên dương của lãnh đạo đối với bạn để bạn có thể tiếp tục cố gắng, nỗ lực và cống hiến cho tập thể. Xét về phương diện tình duyên. Theo luận giải tử vi 12 con giáp, nhận thấy sự nghiệp và tài lộc của tuổi Đinh Mùi có sự phát triển rõ rệt, song tình duyên thì lại không suôn sẻ như ý muốn. Dù là người độc thân hay người đã lập gia đình, có lẽ bạn sẽ đều phải đối diện với những nguy cơ hoặc tổn thương nhất định. Với người đã có đôi có cặp thì vợ chồng bạn không tránh được những lúc mâu thuẫn ý kiến với nhau, bạn không nên nghiêm trọng hóa vấn đề, có gì khó chịu thì nên bình tĩnh trao đổi với người ấy. Có như vậy mới tìm được hướng giải quyết, còn nếu bạn luôn cường điệu quan điểm của bản thân, không chịu lắng nghe đối phương thì đôi bên rất dễ nặng lời, gây tổn thương cho nhau. Khi rơi vào cảnh chiến tranh lạnh, các cặp vợ chồng cần hết sức cẩn thận trước nguy cơ kẻ thứ ba chen chân phá hoại tình cảm. Chính vì thế, hãy luôn nhắc nhở bản thân giữ khoảng cách với người khác, quan hệ xã giao rộng rãi đến mấy thì bạn cũng nên giữ giới hạn, đừng vì ham vui mà khiến người thân trong gia đình phải chịu tổn thương. Với người độc thân, trên thực tế các mối quan hệ xã giao giúp bạn quen biết với không ít các đối tượng khác giới, tuy nhiên không phải ai cũng đáng tin cậy. Bạn không nên vội vã nghe theo lời ngon tiếng ngọt của người chưa hiểu rõ, kẻo chút lấy tổn thương, một số người cũng không nên đưa ra những hình mẫu thiếu thực tế cho nửa kia. Trên đời này không có ai là người hoàn hảo, chính bạn cũng như vậy, chính vì thế bạn hãy chọn người chân thành với mình, chứ đừng mơ mộng thái quá. Xét về phương diện sức khỏe. Tử vi từ nay đến Tết dự báo là sức khỏe của tuổi Đinh Mùi vốn không gặp phải vấn đề nào nghiêm trọng ở thời điểm này. Dù vậy bạn vẫn nên dành thời gian chăm sóc sức khỏe, chú ý tới vấn đề dưỡng sinh cho cơ thể, nhất là khi quý mệnh ham làm việc mải mê, phấn đấu phát triển sự nghiệp và làm giàu, cho nên có xu hướng bỏ bê bản thân. Cách tốt nhất lúc này là bạn nên có chế độ sinh hoạt lành mạnh. Người cao tuổi không nên lao động quá sức, khiến cơ thể mệt nhọc. Trong khi đó, người còn trẻ cần chú ý vận động, rèn luyện sức khỏe thì thể trạng sẽ luôn được đảm bảo. Quý cô bác anh chị thân mến, cuộc sống luôn ẩn chứa những bất trắc không ngờ, những lúc như thế, ai cũng mong được bình an, có người cầu mong được thần Phật che chở, nhưng đâu phải ai cũng may mắn được phù trợ như thế. Và dưới đây là những dấu hiệu cho thấy bạn là người có phúc báo, sâu dày, chắc chắn được thần Phật chở che, thoát khỏi rủi ro trong gang tấc. Có nhiều trường hợp người khác tưởng rằng bạn không thể thoát khỏi sự cố nguy hiểm nào đó,
hoặc là khi xảy ra va quẹt ai cũng bị nặng, còn bạn thì chỉ chảy xước nhẹ, đó là dấu hiệu bạn được che chở, bao bọc bởi đấng tối cao. Ví dụ như trong một chuyến bay tử thần nào đó, hầu hết mọi người đều tử vong, thì người này vẫn sống sót trở về, có người còn thoát nạn khi bị sét đánh. Điều này cho thấy người đó đang được thần Phật hộ mệnh, lúc khó khăn luôn có lối thoát, mỗi lúc bạn gặp khó khăn dường như thường có quý nhân phù trợ vậy. Ví dụ như trong lúc cảm thấy hết sạch tiền, không biết nên làm gì, thì bỗng dưng có người cho tiền, hầu như trường hợp khó khăn nào bạn cũng đều được hỗ trợ. Để thoát khỏi trong gang tấc, dấu hiệu này cho thấy bạn đang được thần Phật che chở và phù hộ, cho nên biết trân trọng những gì mà cuộc sống đang mang tới cho bạn nhé. Nhớ rằng học nói lời cảm ơn, tạo đại phúc, đại khí và tin vào nhân quả, nhờ thần Phật chở che mà bạn có những suy nghĩ góc nhìn hoàn toàn không giống mọi người xung quanh. Có người không hề quan tâm tới vấn đề tâm linh, còn bạn xem như đó là một phần của cuộc sống đối với bạn. Luật nhân quả chi phối cuộc sống này, chính vì thế bạn tin rằng dù chỉ là một việc nhỏ nhoi cũng tạo ra phúc báo sâu dày. Vì tin vào nhân quả nên bạn sống thiện lương, sẵn sàng cho đi thay vì cố nhận về mình. Đối với bạn, được giúp đỡ ai đó là niềm hạnh phúc của đời mình. Trên thực tế, cuộc đời này giúp đỡ người khác chính là giúp đỡ bản thân mình, vì lúc đó bạn nhận được niềm vui và sự tự hào về bản thân và có trách nhiệm với việc làm của mình, chính là Phật duyên. Phật duyên chính là trồng dưa, được dưa, trồng đậu, được đậu. Người có tâm Phật không nhìn vào sai lầm của người khác, nếu chỉ nhìn vào sai lầm của người khác thì không nhìn thấy được sai lầm của mình. Do vậy cần phải hiểu rõ bản thân, nhìn rõ những việc mình cần làm, cũng như hậu quả của nó, bởi vì bạn cần có trách nhiệm với hậu quả đó. Đừng để cuộc đời của bạn lãng phí, bởi những nơi mà bạn nhất định hối hận, có trách nhiệm với việc làm của chính mình là có duyên với Phật. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.